7. Phẩm dạy bảo trao truyền. Lúc bấy giờ, Phật bảo cụ thọ thiện hiện: Người hãy dùng biện tài, vì chúng đại Bồ Tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa để dạy bảo trao truyền cho các đại Bồ Tát, khiến họ tu học rốt ráo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy, các chúng đại Bồ Tát và đại Thanh Văn, trời rồng dược xoa, người chẳng phải người vân vân đều khởi lên ý nghĩ thế này: Này tôn giả thiện hiện, tự dùng trí tuệ và biện tài của mình, sẽ vì chúng đại Bồ Tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa để dạy bảo trao truyền cho các đại Bồ Tát, khiến họ tu học rốt ráo Bát Nhã Ba La Mật Đa, hay là phải nhờ thần lực oai đức của Phật? Cụ thọ thiện hiện biết được tâm niệm của các chúng đại Bồ Tát và đại Thanh Văn, trời rồng dược xoa, người chẳng phải người vân vân, liền nói với cụ thọ Xá Lợi Tử: Đệ tử của chư Phật nói ra giáo pháp nên biết đều nhờ thần lực oai đức của Phật. Vì sao? Xá Lợi Tử, chư Phật vì họ mà tuyên thuyết pháp yếu, họ nhờ Phật dạy mà siêng năng tu học, có khả năng chứng đắc thực tánh các pháp. Do đó, những pháp đã vì họ mà tuyên thuyết đều chẳng trái với pháp tánh, cho nên lời Phật đã dạy như đèn, truyền trao chiếu sáng. Xá Lợi Tử, tôi sẽ nhờ thần lực oai đức của Phật gia bị, vì các chúng đại Bồ Tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa để dạy bảo trao truyền cho các đại Bồ Tát, khiến họ tu học rốt ráo Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải là do trí tuệ và biện tài của mình. Vì sao vậy? Vì pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng phải là cảnh giới của các thanh văn và độc giác. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Phật đã dạy, nay ngươi dùng biện tài, vì chúng đại Bồ Tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa để dạy bảo trao truyền cho các đại Bồ Tát, khiến cho họ tu học rốt ráo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, trong đó pháp nào gọi là đại Bồ Tát, lại có pháp nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, con chẳng thấy có pháp nào có thể gọi là đại Bồ Tát, cũng chẳng thấy có pháp nào có thể gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, cả hai danh xưng ấy cũng chẳng thấy có, thì tại sao lại bảo con vì các chúng đại Bồ Tát mà tuyên thuyết pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa để dạy bảo trao truyền cho các đại Bồ Tát, khiến họ tu học rốt ráo Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật bảo: Thiện hiện, đại Bồ Tát chỉ có tên gọi, đó là đại Bồ Tát. Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có tên gọi, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cả hai danh xưng ấy cũng chỉ có tên gọi. Thiện hiện, hai danh xưng ấy là chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết. Như vậy là giả danh, vì chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Thiện hiện nên biết, thí như ngã, chỉ là giả danh ấy chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là ngã. Như vậy hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến người thọ quả báo, cái biết cái thấy, cũng chỉ là giả danh, danh ấy đã là giả, nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là hữu tình, cho đến cái thấy. Như vậy, tất cả chỉ là giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy, thiện hiện, hoặc là đại Bồ Tát, hoặc là Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc là cả hai danh xưng này đều là giả pháp. Giả pháp ấy chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng này chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, thí như sắc, chỉ là giả danh, pháp ấy đã là giả, nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là sắc. Như vậy, thọ tưởng hành thức cũng chỉ là giả pháp, pháp ấy đã là giả, nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là thọ tưởng hành thức. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được.
Như vậy thiện hiện hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng này cũng chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện thì như nhãn xứ chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là nhãn xứ. Như vậy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Như vậy tất cả chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Như vậy cả ba danh xưng này chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện thí như sắc xứ chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là sắc xứ. Như vậy thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chỉ là giả pháp. Các pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là thanh hương vị xúc pháp xứ. Như vậy tất cả chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng này chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện thí như nhãn giới chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là nhãn giới. Như vậy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Như vậy tất cả chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng này chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện thí như sắc giới chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là sắc giới. Như vậy thanh hương vị xúc pháp giới cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là thanh hương vị xúc pháp giới. Như vậy tất cả chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng này chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện thí như nhãn thức giới chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là nhãn thức giới. Như vậy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng chỉ là giả pháp. Pháp ấy đã là giả
nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Như vậy tất cả chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng này chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, thí như nhãn xúc chỉ là giả pháp, pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là nhãn xúc. Như vậy nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng chỉ là giả pháp, pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Như vậy tất cả chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng này chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, thí như các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chỉ là giả pháp, pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Như vậy các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chỉ là giả pháp, pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Như vậy tất cả chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp, pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng này chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, thí như trong thân có đầu, cổ, vai, bắp tay, tay, cánh tay, bụng, vai sau, ngực, hông, sườn, xương sống, đầu gối, đùi vế, bắp chân, bàn chân, vân vân, chỉ là giả danh. Danh các thứ ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là các bộ phận trong thân, đầu, cổ cho đến bàn chân. Như vậy tất cả chỉ là giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp, pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng này chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, thí như cảnh vật bên ngoài có cỏ, cây, gốc, thân, nhánh, lá, hoa, quả, vân vân, chỉ là giả danh, danh ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là cảnh vật bên ngoài có cỏ, cây, gốc, thân, nhánh, lá, hoa, quả, vân vân. Như vậy tất cả chỉ là giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp, pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt, chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng này chỉ có giả danh, các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được.
Lại nữa, thiện hiện thí như tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác. Ở quá khứ, vị Lai hiện tại chỉ là giả danh. Danh ấy đã là giả, nên chẳng sanh chẳng diệt. Chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác. Ở quá khứ, vị Lai hiện tại. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt. Chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng này chỉ có giả danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, thí như các việc huyễn hóa, cảnh mộng, tiếng vang, bóng dáng, bóng nắng, bóng sáng, hoặc ảo thành, các việc biến hóa, vân vân, chỉ là giả danh. Danh ấy đã là giả, nên chẳng sanh chẳng diệt. Chỉ có ý tưởng tưởng tượng, thi thiết ra ngôn thuyết, gọi đó là các việc huyễn hóa, cho đến các việc biến hóa, vân vân. Như vậy, tất cả chỉ có giả danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện hoặc Đại Bồ Tát hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc danh xưng cả hai đều là giả pháp. Pháp ấy đã là giả nên chẳng sanh chẳng diệt. Chỉ có ý tưởng tưởng tượng thi thiết ra ngôn thuyết gọi đó là Đại Bồ Tát, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa và danh xưng cả hai. Cả ba danh xưng này chỉ có giả danh. Các giả danh này chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở hai bên, không thể nắm bắt được. Như vậy thiện hiện các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp nên tu học đúng như thế này: danh là giả, pháp là giả và giáo thọ là giả. Lại nữa thiện hiện các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán sắc hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán sắc hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán sắc hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán sắc hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán sắc hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán sắc hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán sắc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán sắc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán sắc hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán sắc hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán sắc hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán sắc hoặc thiện hoặc chẳng thiện, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc thiện hoặc chẳng thiện, chẳng nên quán sắc hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán sắc hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán sắc hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán sắc hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán sắc hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán sắc hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán sắc hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán thọ tưởng hành thức hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán nhĩ tỷ thể thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán nhĩ tỷ thể thân ý xứ hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán nhĩ tỷ thể thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh,
chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán nhãn xứ hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xứ hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán sắc xứ hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán sắc xứ hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán sắc xứ hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán sắc xứ hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán sắc xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán sắc xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán sắc xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán sắc xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán sắc xứ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán sắc xứ hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán sắc xứ hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán sắc xứ hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán sắc xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán sắc xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán sắc xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán sắc xứ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán sắc xứ hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được,
Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán nhãn giới hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán nhãn giới hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán nhãn giới hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán nhãn giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán nhãn giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán nhãn giới hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán nhãn giới hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán nhãn giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán nhãn giới hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán nhãn giới hoặc hữu tội hoặc vô tội, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc hữu tội hoặc vô tội, chẳng nên quán nhãn giới hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán nhãn giới hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán nhãn giới hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán nhãn giới hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán nhãn giới hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý giới hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán sắc giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán sắc giới hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán sắc giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán sắc giới hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán sắc giới hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán sắc giới hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán sắc giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán sắc giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán sắc giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán sắc giới hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán sắc giới hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán sắc giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán sắc giới hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán sắc giới hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán sắc giới hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán sắc giới hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán sắc giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh,
chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán sắc giới hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán sắc giới hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán sắc giới hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán nhãn thức giới hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán nhãn xúc hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc sanh hoặc diệt,
chẳng nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán nhãn xúc hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ tĩ, thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc có tội hoặc không tội,
chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, do nhĩ tĩ, thiệt thân, ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, do nhĩ tĩ, thể thân, ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, do nhĩ tĩ, thể thân, ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, do nhĩ tĩ, thể thân, ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc thuộc sinh tử, hoặc thuộc niết bàn. Chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, do nhĩ tĩ, thể thân, ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc thuộc sinh tử, hoặc thuộc niết bàn. Chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên. Chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, do nhĩ tĩ, thể thân, ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên. Chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được. Chẳng nên quán lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ, do nhĩ tĩ, thể thân, ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán địa giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán địa giới hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán địa giới hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tịnh, hoặc chẳng tịnh. Chẳng nên quán địa giới, hoặc không, hoặc bất không. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc không, hoặc chẳng không. Chẳng nên quán địa giới, hoặc có tướng, hoặc không tướng. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc có tướng, hoặc không tướng. Chẳng nên quán địa giới, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc có nguyện, hoặc không nguyện. Chẳng nên quán địa giới, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh. Chẳng nên quán địa giới, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly. Chẳng nên quán địa giới, hoặc hữu vi, hoặc vô vi. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc hữu vi, hoặc vô vi. Chẳng nên quán địa giới, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Chẳng nên quán địa giới, hoặc sanh, hoặc diệt. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc sanh, hoặc diệt. Chẳng nên quán địa giới, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện. Chẳng nên quán địa giới, hoặc có tội, hoặc không tội. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc có tội, hoặc không tội. Chẳng nên quán địa giới, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc có phiền não, hoặc không phiền não. Chẳng nên quán địa giới, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán địa giới, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán địa giới, hoặc thuộc sinh tử, hoặc thuộc niết bàn. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc thuộc sinh tử, hoặc thuộc niết bàn. Chẳng nên quán địa giới, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc ở hai bên. Chẳng nên quán địa giới, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được. Chẳng nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc có thể nắm bắt được, hoặc chẳng thể nắm bắt được. Hết quyển thứ 11.